Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Chào tất cả anh em đã đồng hành cùng kênh YouTube Máy Thủy Nhật. Sáng hôm nay mình sẽ đang chuẩn bị test cho một em Yanma 4 cao tốc nha. Yanma 4 GH lòng 84 ly nha. GH3 luôn, đời mới nhất hiện nay luôn. Bản tắp lô đồng hồ đầy đủ nha. Điều hoạt động tốt nè. Yanma 4 GH3 đời cao nha. Heo lớn luôn. Cái tông hôm nay là 84 ly nha. Tình trạng rin đã là vết, còn tem trì niêm phong luôn nè. Rất là mới. 4GH3 em này là 45 mã lực 3.500 tua. Công suất cực đại em này đặt 55 mã lực và 3.700 tua nha. Mình sẽ test nổ thử cho anh em xem. Anh em nào quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Máy cực kỳ mới luôn, mới về Việt Nam. Tình trạng rin từ A tới Z nè. Rất là đẹp. Hộp sửa chuyện em này là 3.50 nha. Nguồn điện hoạt động 12V, rất là đẹp. Giờ hàng trong kho mà cũng còn rất nhiều máy nữa. Anh em quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Nhớ bấm vào cái chuông đăng ký kênh để nhận những video mới sắp tới mình sẽ ra hàng ngày. Bây giờ sẽ test nổ em nói nha. 4GH lòng 84 ly. Mình hoạt động tốt rồi nha. Rồi, bây giờ để nổ hơi hãm thế nào, có cắm thế nào nha. Rồi, bật vá đề nổ đây. Rồi đề. Tắt luôn.